Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Rolling Show của Văn Nóng Lazada, ăn uống và trải nghiệm. Ngày hôm nay thì mình sẽ ăn thử một cái mì mới ra mắt này nhá. Đây, cái mì này nó cũng rẻ thôi, nó là mì Ấn Ba Mìn Gốt, mì bò rau thơm với cái loại là có nước cốt nguyên chất nha anh em. Rồi, ở đây mình đang có hai gói anh ạ. Ý nghĩa là mình thấy họ có hai vị. Loại thịt vị thứ nhất là mì mình đang cầm trên tay là mì bò hầm rau thơm. Một cái loại vị hai là mì tôm chua cay anh em. Mình ăn thử cái mì bò với tôm chua cay thì ăn nó cay lắm. Rồi, và gói này thì nó đang sale nên bán rất rẻ, nó chỉ có 3.800 một gói thôi anh em. Còn giá chính thức của nó bao nhiêu thì mình cũng không biết anh ạ. Cái loại này ấy, thì nó sẽ khác với những loại mì ba miền, khác là nó sẽ là cái nước súp, nó là nước súp tươi nha anh em, chứ không phải là loại nước súp bằng bột gia vị, nó là nước cốt thịt luôn ấy. Đó, đây nó sẽ có nhiều thứ rất là thú vị luôn đây này. Vì sao nó có giới thiệu về cái loại mì này? Mì gấp đôi bò hầm nhân đôi đậm đà, gói nước cốt nhân hai bò hầm, sẽ nâng cấp cái dung lượng bò hầm với cả cho mì thơm hơn. Cái này sản xuất tại Bình Dương với cả Hưng Yên nha mọi người. Sản phẩm này của Việt Nam. Gói mì này là size 75g. Nói chung là size cũng khá là lớn rồi. 75g là mình nghĩ là size vừa, không bé không nhỏ anh ạ. Giá 3.800 thì là quá thơm rồi. Rồi xem của nó đây. Dầu cọ, đường với các kiểu. Cái này mình vẫn xếp là gọi là mì giá rẻ nha anh em. Mì phổ thông. Rồi bây giờ sẽ cắt xem bên trong như nào nhá. Ở ngoài nó rất là đẹp luôn, hình tông là vàng đỏ đen. Màu mình rất thích cái màu vàng đỏ đen này. Ba Mìn Gót này. Nói chung là cái mì ba miền ấy thì mình vẫn xét là hạng mì giá rẻ nha mọi người. Đó, dễ tiếp cận. Rồi chúng ta trong chúng ta sẽ có một cái vắt mì hình vuông vắt góc. Đó. Sẽ có một gói rau khô ba miền và cái mì quảng cáo người ta đây là mì gói sốt tươi nha mọi người, sốt loãng ấy, sốt loãng ấy, loãng đó đây này. Rồi mì này thì là mì nấu nhá, bây giờ mình sẽ nấu và ăn thử nhá, xem mùi vị nó như nào. Rồi mình vẫn dùng cái chiếc nồi huyền thoại của Shopee. Rồi cắm điện nha. Tôi mua nồi trước để quay video mì anh em. Đây mình cho một tầng này vào nước nhé. Rồi chờ nước sôi, tranh thủ chờ nước sôi thì mình sẽ thả trước cái rau này của nó đây. Hành khô nhé. Thằng này thì nó sẽ không có cái mỡ mọi người, nó sẽ là cái gia vị luôn trong này. Hành của nó cũng khá là thơm. Đây, cái cốt nó đắt rồi cái con này này. Mọi người nhớ. Nó là sốt loãng nhá. Đó. Này. Kiểu nó sốt loãng nhá. Cái đặc biệt của mì này chính là sốt loãng. Nước bắt đầu reo rồi. Cái xe mì của nó thì là cái xe mì bình thường nha anh em, không phải là cái xe mì gì đặc sắc cả, rất bình thường, chỉ có cái nước sốt nó có vẻ hơi chất thôi. Rồi nước bắt đầu sôi rồi mình sẽ thả mì vào nhá. Nước nó ra cái màu giống cái kiểu nước sốt vang rồi ạ. Mùi khá là dễ chịu nhá, màu sắc rất là đẹp. Rồi thả vào. Rồi để xem là cái mì này nấu trong thời gian là bao lâu nhá. Hướng dẫn đâu. Mì này mình thấy nấu trong vòng 3 phút đấy mọi người. 3 phút. Sợ mì của nó khé là mềm ấy chứ. Rồi 3 phút rồi, mình sẽ tắt bếp nhá. Rồi, ra bát rồi.
Rồi, mình đang trên tay bát mì bò hầm rau thơm của Ba Miền nhé. Loại sốt cốt bò hầm X2, loại sốt lỏng nhé. Đầu tiên mình sẽ nhận xét về cái màu sắc của nó này. Cái màu sắc của nó khá là đẹp. Đây, cái màu nước dùng nhìn rất là thích, vứt bắt luôn. Cái màu này thì cực kỳ bắt mắt luôn anh ạ. Sợi mì thì theo mình đánh giá thì nó cũng khá là dai đấy. Sợi mì này nó dùng dạng cũng dai. Nấu 3 phút mà này, nó còn rất là cứng luôn. Có cái độ dai của nó. Về mùi, khá là thơm. Có cái vị xanh của cái rau khô này, thỉnh thoảng thế, thỉnh thoảng có vài lát bò này. Nói chung là cũng được, với giá 3.8 thì mì này là khá ok rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử sợi mì trước này. Ôi trời, sợi mì trong mình thì ở mức độ bình thường, không có gì đặc sắc. Nhưng mà nó có độ khá là dai đấy, sần sật. Thử cái nước dùng xem. Nước dùng thì có màu khá đẹp nhá, mù như kiểu sốt vang ấy. Nước dùng ngon, nước dùng ok nhá. Nước dùng thằng này, ông này có vẻ là ngon đấy. Nước dùng ngon. Bây giờ sẽ thử cả mì cả nước xem nào. Nước ấy, thường mình sẽ ăn mì không, sau đó ăn nước không, và sau đó mình sẽ kết hợp cả mì cả nước. Nóng quá. Nóng nóng lắm rồi. Nói chung là ăn hơn những cái mì mà nó có gia vị ấy mọi người. Cái loại mì mà ăn có cái gia vị không ấy thì nó sẽ không bằng con này đâu. Con này ăn nó khá là phê đấy. Được. Thơm. Cái này không biết là giá gốc của nó bao nhiêu, nhưng mà đang sale thì rẻ. Con này mình nghĩ chắc phải tầm 5.000. 5.000 thôi đây. Ngon đấy. Nó rất là đậm đà luôn. Được cái là mình thích màu của nó. Bạn nào mà không ăn được mỡ thì có lẽ gói này thì không nên ăn nhé. Tại vì theo mình đoán ấy, cái cốt mỡ thì người ta cho luôn là gói súp. Ăn nó sẽ hơi mỡ một chút, hơi béo đấy. Sợi mì này. Cũng nhận nó dùng nó ngon đậm. Ngon lắm, nước dùng nó ngon. Chờ tôi xem cái thành phần của cái này nhé. Ăn xong rồi mình đánh giá này. Cái thành phần thì cái bát mì thì mình không nói nhé. Bát mì thì nó là khoai mì rồi, không có tí khoai tây nào. Về gói cốt hầm thì chúng ta sẽ có là nước, dầu cọ, bột chiết xuất từ bò, bột tiêu, bột cà chua, hỗn hợp bò hầm. Đó. Bột kem béo, chất điều vị, vân vân. Về gói rau chúng ta sẽ có là cái gói rau này họ nhập của Lori Tech Flex SB111, cà rốt sấy, hành sấy và ngò sấy. Đó. Chắc chắn ăn thì hơi bị đậm luôn. Rồi tiếp tục nha. Ông này nước dùng ngon này. Không có vị cay nhá, nó có vị hơi cay cay của bò ấy. Ngon. Không cay nha mọi người. Không chua, không cay, không chua. Khá đậm. Giá lại rẻ nữa.
Với cái size 75g này thì mì mình đánh giá là cũng vừa đủ chứ không không đến nỗi là ăn phải ăn no nhá. Ăn no thì các bạn chọn những cái mì 135, 145g nhá. 75 này thì ăn vừa vừa thôi. Đúng nha, nhà mình ý, mình vẫn thích rất nhiều cái mì là mì Kokomi 90 nha mọi người. Đơn giản nó rẻ và nó nhiều ấy. Mình nhiều khi không cần ăn ngon mà ăn kiểu sinh viên ăn no. Đồ vị sang cái này thì cũng khá là ok. Nó không đậm. Sợi mì cũng không đến nỗi tệ. Màu sắc thì bắt mắt. Chỗ nó hơi ngấy, hơi béo ấy, hơi mỡ. Đây, mãi mới có mấy cái bò với cả cà rốt này. Đây bò với cà rốt này. Được. Thực ra trước đây thì mình đánh giá ba miền nó lại thương hiệu rẻ nhất rồi. Từ ba miền đó, gói của mình nó họ chỉ tầm 2.000-3.000 thôi. Bò hầm gốt này ăn khá là lạ. Gốt nó như là phiên bản cao nhất của mì ba miền rồi nhỉ. Mình thích nước dùng nó đậm. Đạt được. Quá đã luôn. Rồi, mình vừa ăn thử cái miền ba miền gót bò hầm rau thơm, cái loại X2 cốt gấp đôi bò hầm, loại sốt tươi. Thì theo đánh giá của mình thì mì này ăn có những cái đặc điểm như là về màu sắc của nó khá đẹp này. Nước dùng thì thơm, ngậy, béo. Tuy rằng có hơi chút mỡ. Sợi mì thì ăn dai vừa đủ. Không mềm, không dai. Nhưng mà mình nghĩ là cái sợi mì này nó dai đấy. Nó cũng khá là căng mà sợi nó vẫn khá là chắc. Nói chung với giá 3.800 một gói mì bò hầm rau thơm như này, mình có lẽ là không thể mong đợi gì hơn. Nói chung là ăn được ổn nha anh em. Rồi một nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay, mình nhớ các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Cái mì này thì rất nhiều app khỏi mua đâu, thì mình có thể mua ở các chuỗi siêu thị nhá. Pixi, Vinmart, Topmart nha. Rồi, ok, xin chào và gặp lại.